Chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FPNC. Tôi là Ngọc Quý và trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Thanh Thảo là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng và cùng theo dõi phần tường thuật diễn biến phiên giao dịch ngày 25 tháng 2. Xin chào chị Thảo ạ. Thưa chị, có thể nói là tuần này đã đánh dấu tuần thứ hai bước vào giao dịch kể từ sau Tết Nguyên đán 2016 và có thể thấy là thị trường cũng đã khởi sắc khá là ấn tượng với những cái phiên tăng điểm. Tâm lý nhà đầu tư thì cũng khá là hưng phấn. Vậy thì liệu có phải là nhà đầu tư đang tranh thủ mua hàng vào khi mà chỉ số được điều chỉnh trong phiên không ạ? Thị trường chứng khoán thì đã có hàng loạt tăng phiên tăng điểm từ cái kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tới nay. Thì tâm lý nhà đầu tư đã trở nên hưng phấn và kỳ vọng nhiều hơn vào thị trường là điều dĩ nhiên. Thì cũng như Quý nói thì bên cạnh nhà đầu tư vẫn muốn tận dụng những thời cơ này để mà gia tăng tỷ trọng danh mục cổ phiếu của mình, thì vẫn có những nhà đầu tư vẫn quyết định là chốt lời trong ngắn hạn. Vì nhà đầu tư vẫn còn băn khoăn thì vấn đề đặt ra mà nhà đầu tư đang đặt câu hỏi đó là trong bối cảnh mà thị trường đang không có thông tin gì hỗ trợ thì vì sao mà thị trường vẫn tăng điểm trong nhiều phiên vừa qua. Thì 5 trên 7 phiên vừa qua khi mà thị trường tăng điểm thì đã khiến cho VN Index đã tăng hơn 3%. Vậy thì bước vào phiên ngày hôm nay là ngày 25 tháng 2 thì thị trường có tăng ổn định như kỳ vọng của nhà đầu tư cũng như là của các công ty chứng khoán không ạ? Bước vào phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường vẫn có sự tăng nhẹ, nhưng mà thị trường cũng đã rung lắc nhiều vì cái áp lực bán chốt lời khá là cao. Tình trạng phân hóa thì đang rõ nét hơn, áp lực chốt lời đã khiến cho những cái nhóm chứng khoán mà sau 3 phiên tăng mạnh vừa qua đã có sự điều chỉnh giảm trở lại. Duy thì chỉ có nhóm ngành ngân hàng thì vẫn đang giữ nhịp và thu hút được cái dòng tiền. Mã BIDV là mã giao dịch cũng khá là sôi động nhất trong phiên ngày hôm nay, với cái phiên sáng đã giao dịch hơn 1,5 triệu cổ phiếu và là hiện là tâm điểm của thị trường, đó là nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành dầu khí. Chúng tôi có quan sát cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì thấy là mặc dù chỉ số có lúc từ đỏ rồi hồi phục sang giữ lên sắc xanh rất là nhanh, tuy nhiên thì thanh khoản lại giảm, điều này có đúng không ạ? Đúng là thanh khoản phiên hôm nay cũng sụt giảm khá là nhiều so với phiên hôm qua. Phiên ngày hôm nay so với phiên hôm qua là giảm khoảng là tầm 15%. Thì nguyên nhân chính là do những cái cổ phiếu mà giao dịch lớn nhất phiên hôm qua đều đã có sự sụt giảm đáng kể vào phiên ngày hôm nay. Ví dụ như mã HNG chỉ khớp thì bằng 36% của phiên ngày hôm qua, mã HAG thì bằng 28%. Và cả hai cổ phiếu này đều suy yếu trước cái áp lực bán tăng mạnh vào phiên ngày hôm nay. Dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài thì cũng thu hẹp do mã MBB cũng không còn được mua lớn như những cái phiên trước. Và những mã như mà SSI và KBC, GAS thì cũng giao dịch bình thường, không có gì nổi trội hết. Và một điều đặc biệt nữa là trong phiên hôm nay thì có thể thấy là có những lúc là hai chỉ số đỏ. Vậy thì đây có phải là một phần cho thanh khoản thấp khiến cho tâm lý nhà đầu tư khá là phân vân không ạ? Hai chỉ số đỏ thì cũng rồi cộng thêm với thanh khoản thấp thì một phần cái lý do là do cái hai cái nhóm trụ lớn của thị trường chính là tài chính và dầu khí đã bị điều chỉnh. Thì cái hai cái nhóm cổ phiếu quan trọng nhất nói trên thì chỉ là điều chỉnh với cái mức độ nhẹ thôi, nhưng thì vẫn có tác động trọng điểm từ một cái số mã có vốn hóa lớn. Tuy nhiên thì một phần nữa là cái động lực tâm lý cũng bị ảnh hưởng đáng kể do thị trường đã mất đi các cổ phiếu dẫn dắt. Mà tuy nhiên thì dù cái phiên ngày hôm qua, sau cái phiên tăng ngày hôm qua thì phiên điều chỉnh hôm nay cũng không có đáng kể gì. Và hôm nay thì vào cuối phiên có thể thấy là lực bán khá là mạnh khiến cho VN Index giảm 5 điểm. Chị có cho rằng đây là cái phiên giảm điểm đầu tiên để bắt đầu cho một cái xu hướng giảm sắp tới không? Theo tôi thì cái xu hướng tăng trong ngắn hạn thì vẫn là chưa chấm dứt. Tuy nhiên thì cái áp lực bán chốt lời ngày càng tăng cao thì khiến cho các phiên giảm điểm ngày hôm nay xảy ra, đó có điều hiển nhiên. Thì cộng với cái thanh khoản vào cuối phiên khá là ổn thì tôi cho rằng đây là một cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu danh mục của mình. Và khi mà thị trường có tăng chậm và có những cái nhịp giảm điểm cần thiết thì mới có sự được tăng được ổn định hơn. Xin được cảm ơn những ý kiến của chị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, những ý kiến vừa rồi của chị Nguyễn Thị Thanh Thảo là chuyên viên môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng cũng đã khép lại phần 1 của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 2 của chương trình.